thông báo kết quả hỗ trợ đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 của chính phủ, tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2021. Quyện Sư Mộc, số đối tượng quyện đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 10.683. Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh 9.233. Số đối tượng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 8.722. Số đối tượng chi trả 8.722 với số tiền 10 tỷ 507 triệu 390 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 100%. Quyền Long Điền, số đối tượng quyền đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 7.590. Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh 4.478. Số đối tượng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 4.478. Số đối tượng chi trả 4.478 với số tiền 6 tỷ 003 triệu 320 ngàn đồng đạt tỷ lệ 100%. Quyện Công Đảo Số đối tượng quyện đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 3.920. Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh 3.228. Số đối tượng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 3.228. Số đối tượng chi trả 3.210 với số tiền 5 tỷ 959 triệu 760 000 đồng, đạt tỷ lệ 99,44% thị xã Phú Mỹ, số đối tượng thị xã đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 11.400. Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 9.493. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 9.477. Số đối tượng chi trả 9.392, với số tiền 11 tỷ 350 triệu 730 000 đồng, đạt tỷ lệ 99,1%. Thành phố Bà Rịa, số đối tượng thành phố đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 19.152. Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 15.991. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 15.524. Số đối tượng chi trả 14.740 với số tiền 22 tỷ 953 triệu 310 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 94,95% huyện Châu Đức, số đối tượng huyện đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 16.375. Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 14.245. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 14.245. Số đối tượng chi trả 13.322, với số tiền 13 tỷ 113 triệu 540 000 đồng, đạt tỷ lệ 93,52%. Thành phố Dũng Tàu, số đối tượng thành phố đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 33.253. Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 22.407. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 21.084. Số đối tượng chi trả 17.104 với số tiền 22 tỷ 648 triệu 030 000 đồng, đạt tỷ lệ 81,12%. Quyện Đất Đỏ số đối tượng quyện đã gửi về xã lao động thương binh xã hội 7.906, số đối tượng đủ điều kiện xã lao động thương binh xã hội đã trình ủy ban nhân dân tỉnh 6.945, số đối tượng ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 6.457, số đối tượng chi trả 5.062 với số tiền 6 tỷ 878 triệu 715 000 đồng, đạt tỷ lệ 78,4%. Tổng số đối tượng Số đối tượng các địa phương đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 110.279. Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 86.020. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 83.215. Số đối tượng chi trả 76.030 đạt tỷ lệ 91,73%. Như vậy tính đến ngày 18 tháng 8, tỉnh đã thực hiện chi trả với tổng kinh phí như sau. Số các địa phương đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội là 155 tỷ 526 triệu 694 ngàn đồng. Số Sở Lao động Thương binh Xã hội trình Ủy ban tỉnh là 114 tỷ 628 triệu 840 ngàn đồng. Số Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt là 110 tỷ 005 triệu 090 ngàn đồng. Toàn tỉnh đã chi trả được là 99 tỷ 414 triệu 795 ngàn đồng